tìm đấy. Cái gì kìa, lâu đen vũ trụ. Ôi sao rớt rồi, what the fuck. Ý cô lấy lòng thôi. Ba con cô là của ta, mày là của tao nha cô. Hết đường chạy rồi nha cô. Ngô kia cắm chạy. No run nghe chưa mày. Mày, tao sẽ lấy lòng để làm giường. Tối cắm con quái vật này đụng. Cắm hiếp. Có cái nấm nè, nấm méo thèm. Gì vậy? Lần này chơi không lắc ha. Mấy lần trước lần nào chẳng lắc. Cái điện thoại này chắc bị khùng rồi. Nó sao đặt không được. Mấy con GA kìa. Ráp phim tay bổ. Một cái giường nè. Nè. Cấp xong đá tùm lum xây nhà tại đây luôn nhỉ, nên không lấy hết xì tích. Nhanh lên ba cái đôi đờ này, nhanh lên. Thấy nhà ông ta sao mà tìm thấy được. Không dám vô trong. Thế giới cổ đại mà Ly. Đập tiếp. Hư tai là 24. Bây giờ gặp đàn cầu sưa êm hên quá. Cụ thì có ba con. Vô đây thử là hả? Hư cấu. Như trên kia có thang kìa. Tính ra trong này có cái gì đâu. Thế giới này. Vậy mà cứ tưởng lỗ đang vũ trụ không à. Ha.
Em nhìn lầu. Như gần chiều rồi ngủ gì vậy ngủ không được. Không có ngựa, ngựa thì ăn cà rốt. Méo được, muốn cười ngựa mà méo được quá đi. Ui lấy cây làm nhà thôi. Vì lắc quá. Cái gì vậy? Ủa, quên có rìu mà. Cần rất là nhiều gỗ đó nha, đừng có giỡn. Minecraft trò chơi duy nhất đây, tay đập gỗ. Phá. Cụ đó sao? Ủa có chữ táo nè. Mình đã già mấy mốt có vàng. Mình sẽ làm téo vàng đó nha. Ngựa ơi. Thôi nhưng tao không biết, không muốn giết mày. Đập hết, đập hết, đập thao, đập hết. Đập hết, tao đập hết, tao đập hết. Đặt cái này đi ra cây ta. Ồ số hư cấu. Rớt tiếp nè.
Muốn trồng nấm thì phải chặt cái tay. Nuôi trồng nấm thì phải xài con cù. Muốn trồng nấm thì phải xài con cù. Mới thấy trứng gà. Không có cái gì hết. Chết. Bây giờ cần đuốc. Cái nhà nhỏ thiếu nhiên tay chân quá. Xôi cậu ơi, gục của tôi. Lấy lộn cái chứ. Chơi hơi bị ngu. Mình á. Ủa sao nhiều người vậy? Đây hiếm, tưởng hiếm lắm chứ. Hết gỗ rồi. What the fuck? Đau quá anh ơi, đừng nghĩ em. Hình như mới có cục đất. Mới đập chỗ cục đất rồi xuống vậy. Nó mà là con người.
cái mầm cây này đi. Càng ngày đâu với tèo như vậy sao mà được ta. Nguồn đầy lại thì phải xài cũ. Trình bé còn ngu. Hình như có thằng nào bị chết cháy rồi. Không có. Mà tao cứ tưởng. Ô được 8 cái đúng. Nhiều vậy. Con chỉ mới vô nhà mình đây. Mình uống với con ngựa đó quá. Nhìn ngầu phết. Lúc nãy mình đang định làm gì ta? Ủa? À đúng rồi, làm cái chết.
này luôn. Hôm nay dừng lại đây nha. Nhớ like và subscribe.